vị và các bạn đến với những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh các nước châu Âu đang loay hoay với bài toán thiếu hụt nguồn cung năng lượng, thì mới đây lục địa già này lại tiếp nhận thêm hung tin khi Trung Quốc đã yêu cầu các nhà nhập khẩu khí đốt trong nước ngừng bán loại khí đốt hóa lỏng LNG cho khách hàng nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cho mùa sưởi ấm sắp tới. Cụ thể, trên báo điện tử tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đã đăng tải bài viết với tiêu đề Trung Quốc ngừng bán LNG cho châu Âu vào ngày 17 tháng 10. Trong đó, nội dung báo này dẫn theo hãng Bloomberg đưa tin. Một số nguồn thạo tin cho hay, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của quốc gia, đã yêu cầu PetroChina, Sinopec và Knuck dự trữ hàng để sử dụng trong nước. Mặc dù nguồn cung từ Trung Quốc đã giúp châu Âu giảm nhẹ sức ép trong cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng tình trạng chi phí vận chuyển cao kỷ lục đã làm giảm sức hấp dẫn từ việc mua lại nhiên liệu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các tập đoàn năng lượng Trung Quốc hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này. Những dự báo về khả năng thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy động thái trên của Bắc Kinh. Việc bán lại LNG đã đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt đối với Trung Quốc. Quốc gia năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm mức tiêu thụ khí đốt vào năm 2022. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng trong bài phát biểu dài 2 tiếng hôm 16 tháng 10, lặp lại tuyên bố rằng các quốc gia châu Á này phải thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng xanh một cách thận trọng để tránh rủi ro về suy giảm nguồn cung. Giá khí đốt ở châu Âu hiện đã giảm gần 60% so với đỉnh điểm hồi tháng 8, mặc dù vẫn ở mức kỷ lục trong năm trong bối cảnh khu vực này muốn từ bỏ nguồn cung cấp của Nga. Trên sàn TTF Hà Lan, giá khí đốt kỳ hạn giao tháng 11 trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 10 rớt xuống 118 euro một MWh. Thời tiết ẩm, mức dự trữ gần đạt đỉnh và nguồn bổ sung khí hóa lỏng LNG dồi dào từ các thị trường là nhân tố giúp hạ nhiệt giá khí đốt. Các cơ sở dự trữ khí đốt của châu Âu hiện đã lấp đầy được khoảng 92%, cao hơn mức trung bình trong 5 năm gần đây. Cùng lúc thì thời tiết tại châu Âu ấm lên, lượng khí hóa lỏng nhập tăng cao, giúp giảm áp lực về cung cầu. EU cũng đã yêu cầu các nước thành viên tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu tiêu thụ khí đốt. Ủy viên EC đặc trách vấn đề năng lượng, bà Kadri Simpson cho biết EC có kế hoạch xem xét đưa mức cắt giảm này là bắt buộc. Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu EC sẽ sớm công bố đề xuất tạm thời về giới hạn biến động giá khí đốt trên sàn TTF. Tuy nhiên, EC sẽ không theo đuổi một kế hoạch chi tiết về thực thi thức thời. Thay vào đó, cơ quan này muốn thúc đẩy chính phủ các nước đồng thuận về cơ chế này như một giải pháp cuối cùng. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 20 đến 21 tháng 10 tới đây, giới nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về giải pháp giúp làm dịu tác động tiêu cực mà các công ty và người tiêu dùng trong khối phải gánh chịu từ việc Nga cắt giảm nguồn cung. Qua đó có thể thấy được thực trạng số lượng lớn lô hàng LNG sẽ được giao cho châu Âu đang đè nặng lên giá giao ngay của khu vực, khiến một số nhà cung cấp cân nhắc chuyển hướng các chuyến hàng trở lại châu Á, nơi có mức giá hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, động thái dừng bán lại để đảm bảo nguồn cung trong nước của Trung Quốc có thể gây khan hiếm hàng hóa cho châu Âu, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái năng lượng của khu vực này vào mùa đông lạnh giá. Trung Quốc nắm giữ các hợp đồng lớn để mua LNG từ các nhà xuất khẩu như Mỹ. Và trong năm nay, các nhà nhập khẩu ở đây đã bán lại một số nguồn cung đó sang châu Âu trong bối cảnh nhu cầu trong nước mờ nhạt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kể từ khi Nga cắt giảm mạnh lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu, thì khu vực này có thể trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ Trung Quốc. Được biết, năm nay các công ty Trung Quốc đã bán 4 triệu tấn LNG trên thị trường quốc tế, tương đương khoảng 7% tổng lượng tiêu thụ khí đốt của EU trong nửa đầu năm. Một bằng chứng mới của xu hướng này đến từ Jovo Group, một công ty môi giới LNG của Trung Quốc. Công ty này cho biết mới bán một lô LNG trị giá 100 triệu đô la cho một khách châu Âu. Hãng lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec Group cũng cho biết đang bán bớt lượng LNG dư thừa ra thị trường toàn cầu. Truyền thông Trung Quốc cho biết trong năm nay, Sinopec đã bán 45 lô LNG với tổng khối lượng khoảng 3,15 triệu tấn. Mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng châu Âu không thể trông chờ vào các nhà cung cấp khí đốt Trung Quốc để bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng mà khu vực này đang phải trải qua.
Xét tới việc lượng khí đốt của Trung Quốc có thể xuất khẩu sang châu Âu là hạn chế so với những nguồn cung khác, nhất là Nga. Thế nhưng động thái này của Trung Quốc vẫn có thể khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trầm trọng hơn khi mùa đông đang đến gần, thời điểm lục địa này cần thiết khí đốt để phục vụ nhu cầu sưởi ấm. Không chỉ phải đối mặt với việc Trung Quốc ngừng bán khí đốt, mà EU còn đang loay hoay với việc hàng chục tàu chở khí hóa lỏng LNG đang bị ùn ứ ngoài khơi Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác do các cảng tiếp nhận quá tải. Theo Reuters, hàng chục tàu chở khí đốt hóa lỏng LNG đang phải thả neo ngoài khơi bờ biển của Tây Ban Nha do không tìm được chỗ đỗ để dỡ hàng. Các công ty năng lượng cho biết sẽ phải tạm dừng quá trình vận chuyển khí đốt để đối phó với tình trạng tắc nghẽn trên. Theo các nhà phân tích, tính đến ngày 17 tháng 10, hơn 35 tàu chở LNG đang phải thả neo ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha và khu vực Địa Trung Hải. Trong đó, tới 8 tàu chở LNG đang đậu ở ngoài khơi Vịnh Cadiz do không thể dỡ hàng hóa. Tình trạng tắc nghẽn trên xuất phát từ việc các nhà máy xử lý LNG của châu Âu chịu trách nhiệm chuyển đổi LNG từ dạng lỏng về lại dạng khí đã hoạt động hết công suất. Theo một nguồn tin trong ngành năng lượng, Tây Ban Nha hiện chỉ có 6 chỗ đỗ tại các nhà máy xử lý khí đốt, đáp ứng được 1/5 số tàu chở LNG đang chờ dỡ hàng. Theo Reuters, nếu tình trạng tắc nghẽn không sớm được giải quyết, các tàu chở khí LNG đang phải chờ ngoài khơi bờ biển châu Âu sẽ buộc phải dỡ hàng tại các khu vực khác. Trong một tuyên bố hôm 17 tháng 10, công ty vận hành mạng lưới khí đốt tại Tây Ban Nha, Enagas, cho biết từ chối một số chuyến tàu LNG đang thả neo ngoài khơi do không có đủ công suất xử lý khí đốt. Theo Enagas, tình trạng thiếu chỗ đỗ cho các tàu LNG tại các nhà máy xử lý khí đốt ở Tây Ban Nha sẽ kéo dài cho đến đầu tháng 11. Ngoài Tây Ban Nha, các tàu chở LNG cũng đang mắc kẹt ngoài khơi bờ biển của một số quốc gia châu Âu khác. Ông Austin Kaleklev, giám đốc công ty quản lý tàu chở khí đốt Flag LNG Management, cho biết hiện tại có khoảng 2,5 triệu tấn LNG đang mắc kẹt trên các tàu chở khí đốt ngoài khơi châu Âu. Theo ông Alex Foley, nhà phân tích về LNG tại hãng nghiên cứu dữ liệu ICIS, bên cạnh việc thiếu công suất xử lý, tình trạng tắc nghẽn cũng xảy ra do nhu cầu khí đốt của ngành công nghiệp châu Âu đang sụt giảm trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại. Ngoài ra, theo ông Foley, một số tàu chở LNG cũng thả neo ở vùng biển châu Âu để đợi tới mùa đông, thời điểm nhu cầu tiêu thụ khí đốt lớn khiến giá mặt hàng này tăng mạnh. Biện pháp này được các công ty khai thác và vận chuyển khí đốt sử dụng nhằm bù lại khoản lỗ mà họ phải chịu do không thể nhanh chóng dỡ hàng hóa tại các cảng khí đốt ở châu Âu. Giá khí đốt giao vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 thường cao hơn 2 đô la một triệu đơn vị nhiệt Anh so với giá khí đốt hiện tại. Tây Ban Nha là nước có công suất xử lý khí LNG lớn nhất tại châu Âu, chiếm 33% công suất xử lý của khu vực. Trong khi đó, khả năng lưu trữ LNG của nước này cũng là lớn nhất châu Âu khi chiếm 44% khả năng dự trữ khí đốt của toàn khối. Thưa quý vị, để cai khí đốt Nga, EU đã tìm tới tất cả các nguồn cung cấp khí đốt thay thế mà họ có thể có, trong đó có khí hóa lỏng LNG của Trung Quốc. Tuy nhiên, với những dự báo về khả năng thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy Bắc Kinh ngừng bán lại LNG và động thái này của Trung Quốc có thể khiến cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trầm trọng hơn khi mùa đông đang đến gần, thời điểm lục địa này cần nhiều khí đốt để phục vụ nhu cầu sưởi ấm. Những thông tin mới nhất liên quan tới cuộc khủng hoảng năng lượng của EU sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.